Nu Phước Thịnh bật mí từng là fan và xin chữ ký của Đông Nhi. Nu Phước Thịnh lợi dụng tình thế đang trên sân nhà nên đã có những chia sẻ thú vị về tình bạn 8 năm giữa anh và Đông Nhi. Tối qua ngày 12 tháng 11, đêm diễn Nu Phước Thịnh Live Concert sẽ diễn ra và thu hút 35.000 khán giả đến lớp kính sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ nhiệt tình xuyên suốt 3 giờ đồng hồ cho nam ca sĩ điển trai Nu Phước Thịnh. Chia sẻ về đêm nhạc, Nu Phước Thịnh nói, đây không phải là đêm nhạc của riêng bản thân, mà đó là lời cảm ơn của anh dành cho tất cả các khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ trong suốt 7 năm vừa qua. Bên cạnh đó, những người bạn thân thiết của Nu Phước Thịnh, gắn bó cùng anh trên con đường hoạt động nghệ thuật như Đồng Nhi, Ngô Kiến Huy cũng đã có mặt chỉ để ôm nhau chúc mừng thành công của một người bạn. Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò MC trong đêm live show của Nu Phước Thịnh. Sự hớm hỉnh duyên dáng của chàng bắp đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động cũng như đang theo dõi tại nhà. Đông Nhi lại cùng Nu Phước Thịnh tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn đáng yêu trong liên khúc Really Love You và Mãi Mãi Bên Nhau. Mặc dù đang bị mất giọng sau chuyến sang Hà Lan để dự lễ trao giải Emma, nhưng Đông Nhi vẫn cố gắng xuất hiện, tập luyện trong thời gian ngắn cùng Nu Phước Thịnh để mang đến một tiết mục thú vị cho khán giả cũng như chung vui với người bạn thân. Sau một thời gian không ra sản phẩm kết hợp, nhưng sự ăn ý của Nu Phước Thịnh và Đông Nhi vẫn không hề thay đổi, mà còn có phần tuyệt vời hơn trước. Phần giao lưu giữa ba người bạn thân Nu Phước Thịnh, Đông Nhi và MC Ngô Kiến Huy cùng ôm lại những kỷ niệm cũ cũng là một điểm nhấn thú vị của Live Concert. Nu Phước Thịnh tâm sự, do mình là người vào nghề trễ hơn so với hai bạn. Khi đó Đông Nhi đã nổi tiếng với bài Khóc, Chàng Baby Milo, còn Ngô Kiến Huy thì được yêu thích qua các ca khúc Mưa Sao Băng. Nam ca sĩ nhớ lại lần đầu gặp Đông Nhi trong một tiệm gà rán, anh vô cùng phấn khích. Nu đã la lên, chỉ Đông Nhi, và nữ ca sĩ đã quay lại hỏi, em có xin chữ ký không, khiến Đông Nhi đỏ mặt mắc cỡ ngay trên sân khấu. Chúng mình đã biết nhau hơn 7 năm, cùng nhau trải qua nhiều đoạn đường để đến hôm nay mỗi người đều có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Đặc biệt, Nu là người bạn mà Đông Nhi luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào, nhưng chắc sẽ vô cùng tuyệt vời. Hy vọng chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều chặng đường hơn nữa, Đông Nhi chia sẻ về tình bạn giữa cô và Nu Phước Thịnh. Trước khi live show diễn ra, Đông Nhi cũng dành cho bạn thân một bức tâm thư khá dài, giải bày những tâm tư tình cảm trong suốt 7 năm của hai người. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!